các bạn hãy để chế độ 1.25 để nghe hay hơn nhé. Làm chân tiên mà nhỏ thế giới từ tiên. Lần nhà kỳ duyên, tập 288. Đời tùy duyên, không ngờ lại có ngày hôm nay. Giờ còn bị người khác trân yếu áp dưới núi nữa sao? Lỡ tự tồn ở Tây Vực, làm cho xa xôi mà. Làm sao có thể tới được? Nhưng mọi người yên tâm, ta có thể cứu người ra ngoài. Trước tiên thì phá phòng ấn này rồi tiến tiếp. Dùng lưới giáp sàn giật dán xuống, xem thử có thể phá được linh vàng trên ngọn núi này hay không. Tiên thể đến ngay cả người, mà kim giáp kia cũng chém luôn. Các hạ có chút thu đoạn, chả trách sao lại có thể giao nhiệm vụ bảo vệ của ngọn núi. Có lẽ ngươi biết phương pháp mở ra phòng ấn. Nói cho ta biết cách làm sao để phá vỡ phòng ấn của ngọn núi này, để ta có thể tiết kiệm được chút sức lực, càng có thể để cho người chết một cách sung sướng thế nào. Ngươi đi sao? Phương pháp của chí của tôn thượng, trấn giữ núi này, bọn yêu ma quỷ quái các người lùi đi. Hiện tại đang là đại hội của tiên đạo, tôn thượng của người đã ở phòng sơn xa xôi, muốn đến đây thì cũng phải mất ít nhất là 2-3 ngày, thế nên không kiếm cấu kịp đâu. Tuy ngọn núi này có chút phù trường, nhưng mà phần lớn những ngọn thần thông này tiền đạo thừa về trấn sườn pháp, chỉ còn phá vỡ từ núi thì chắc chắn có hiệu quả chứ vì à. Ra tay đi. Vậy phá vỡ từ núi, phá các rờ núi xung quanh đi. Ra tay, ta sẽ đối phó với kẻ này. Người đâu rồi? Cẩn thận. Đồ khổ kiếp, chưa đi cho ta. Đừng có liều mạng vì hắn, sức mạnh của hắn lớn hơn người đi. Tuy đối là không thể giao thủ với người này. Tạnh mưa rồi. Không mấy rồi. Ôi, chưa vì à, tôi mở kim giáp này coi rất khó chơi rồi. Chúng ta phải ưu tiên tiêu diệt gà trước đã. Viên huynh, ngã hắn lại đi, sau đó thì cùng tấn công hắn. Được rồi, lần này ta sẽ cùng thủ hắn đâu. Dạ. Nó thần quá cầu đập. Không ổn rồi, mọi người nhanh chóng tổng tấn công đi, ngăn chặn hắn. Mũi đốt trùng cắn đi. Đừng có liều mạng với tinh thần tương đối hắn nữa, hắn chính là hộ pháp của chân tiên. Cả người không đấu lại được đâu, nhanh tìm ra sơn thần kia đi. Phải tìm ra sơn thần ấy. Hắn thích trốn ở một vị trí sâu khoảng ngàn thước. Bên trên dưới tòa biến sơn thần này còn chưa xây xong trước hết, thì có định trụ thủ lĩnh xung quanh, như vậy thì có thể bắt được hắn. Đi bắt sơn thần nhanh lên. Hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Cô hồ ly kia nói là hắn thích trốn ở vị trí sâu khoảng ngàn thước phía dưới tòa miếu. Chúng ta sẽ tu luyện về khi trước, để cho ta vào trong lòng đất rồi trực tiếp tấn công vào đó. À được rồi, vậy sau khi người khống chế được hắn thì chúng ta lập tức đến phía trước giúp đỡ. Ôi thượng tiên ơi, thượng tiên à, các ngài mau đến đây đi. Nếu như kia tiếp tục tới đây thì yêu quái sắp thoát khỏi rồi. Đây cũng không phải là việc một sơn thần nhỏ nhỏ như ta có thể trông coi được. Thật sự nằm ngôi khá năng của ta mà. Ôi thượng tiên này, nhờ ngài, ngài tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện. Không phải là tiểu thần không giúp được ngài, mà là thật sự tiểu thần pháp lực tập kém, quả đó là chịu chết.
Đôi khi nào, động vật ở dưới đất, à không đúng, nơi này sâu như thế vậy, làm gì có động vật nào tới được đây chứ? Khỏi không hay rồi. Ý gió. Ôi, thần tướng đại nhân cứu ta, thần tướng đại nhân. Ở kìa, sơn thần thủ địa chẳng lẽ đỡ có bộ dáng như vậy sao? Sơn thần đại nhân, đang lúc giúp đỡ thi thần một chuyện nhé có được không? Ôi, cái mang nhỏ của mình. Phòng ổn, được mở ra rồi. Ta thoát ra ngoài rồi. Kim giáp nhận sắp đến rồi, máu chạy thôi. À, Yên Nghiệt chạy đi đâu? Ây da, ây cứu ta, các người đừng có đi, cứu ta với. Chạy trốn quan trọng hơn, đừng có hòa hắn. Chạy ngược lại cũng nhìn đấy, đã không cảm trí được đồ tự yêu rồi. Mệnh lệnh mà tôn thượng đã lại, mình vẫn chưa hoàn thành. Đừng với ta, ta không phải là loại yêu quái làm sàng làm bậy. Ta chưa từng ăn thịt người, không rất ít khi ta sát sinh. Thần tướng đại nhân à, xin ngái ta ra. Ta nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính là một yêu quái tốt. Ta nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính mà là một yêu quái tốt. Mấy người các người nhìn vào trong đó xem có người nào nữa không? Thôn trưởng à, đây là nhà nhị thúc của ta. Có bọn họ đều đã ăn, đang ở đầu thôn rồi, không có việc gì. À, vậy thì tốt rồi. À đúng rồi, kiếm trời bên kia hết chưa? Đều đã xem hết rồi, tất cả đều không xong. Ủy cũng không có. Nhà đi uống chút canh gừng đi. À, thì không may lại gặp phải tai họa. Nhưng đúng lúc nhờ sơn thần phù hộ, người trong thôn chúng ta đều không sao cả. À đúng rồi, đi xem miếu sơn thần đi. Miếu sơn thần thì có việc gì chứ? Đến miếu sơn thần rồi, vẫn còn tốt nỉ. Chúng ta đi bái sơn thần, nhờ sơn thần dẹp yên dẹp đám giả thú trong núi. Đến đây bọn chúng nhân dịp mờ lũ này đi ra ngoài làm người khác bị thương. À đúng đúng, đi bái thôi. Hả? Sơn thần gia, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Sơn thần của Phà Tử Sơn đã mất tích rồi, có thể đã trốn đi, hoặc là có thể đã chết rồi. Tình hình của tượng thân thần mà thấy thì khả năng phía sau có lẽ hết sẽ lớn hơn một chút. Đi sâu vào trong xem thử thế nào. Được. Yêu khí trên yêu thi này đã bắt đầu sát khí ngưng tụ và có hiện tượng chuyển hóa thành độc chứng rồi. Nhất định là còn phải xử lý, nếu không thì khả năng sinh ra tà mị. Không ổn, sức mạnh phòng cấm mà cầu nhận đây lại đã bị phá rồi. Chắc hẳn lực của yêu vật kia đã bỏ chạy rồi, thần tướng cũng không thấy tung tích nữa. Không biết chạy trốn ra là loại yêu quái gì, tốt nhất là đừng có làm loạn đại tú. Cũng không biết là cầu nhận kia đã biết việc này hay chưa. Các vị đạo hữu, đại hội lần này gặp lại sau. Đại hội tiền dù đã kết thúc rồi, mà nó vì cao nhân kia lại không quay lại. Cho nên ai nói là đại hội tiền dù kết thúc rồi, thì kết thúc chỉ là đại hội của Thiên Đạo Phong mà thôi. Nói cũng đúng, dù sao thì ta cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ bọn ta cũng ở lại đây đợi kết quả của tiền lai phong. Thế thì phải đợi rồi, ngắn thì 3 đến 5 năm, còn dài thì hơn 10 năm cũng có khả năng. 6 năm sau. Sư phụ, có phải đã luyện xong bảo vật hay không? Có tiên sinh và cư dân chi, cư trần nhận sắp xuất quan. Vậy chúng ta phải sắp được trở về Ngọc Hồi Sơn rồi có đúng không? Ừ, hẳn là sắp xong rồi. À, chúc mừng cái gì đạo hữu của Ngọc Hồi Sơn. Cùng vui cùng vui, lỗ lão trần nhận cũng đã chuẩn bị xuất quan rồi. Khí tượng của món quà vật này không hề tầm thường. Bây giờ đang được cấm chế của tì môn cẩu phòng sơn ngăn lại. Lời đang ở giữa động thiền, nếu như mang ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ dẫn tới thiền kiếp, vì ngược lại thì cũng chưa chắc đâu. Bái kiến triều trường giáo, các người không cần đa lễ. Khí tượng của món bảo vật này bất phàm, có hiện tới là có mì lệnh hiện ra, tất nhiên sẽ dẫn đến thiền biến, nhưng không nên gọi đó là kiếp. Cái gọi là kiếp
thì cũng tương ứng với việc đối mặt với chuyện gian nan và nguy hiểm. Ngược lại, vật này là biểu hiện ra một cảm giác vô cùng viên mãn. Dựa trên tính thích nghi nghi thức, có thể được xem là thiên thủy điềm lệnh của trời. Khốn tiên đàn. Kế tỷ sinh, tại sao lại phải gọi là khốn tiên thần? Tại sao có vẻ như là chúng ta đã luyện chế ra một vật này để trước buộc giống tiên tù chúng ta vậy? Sao không gọi là khốn ma thần nhỉ? Chút đạo hữu đã suy nghĩ quanh co mất rồi. Chữ tiên phong cái tên này cũng không phải là chữ thiền, tiên giả, trừ khi nghĩa liên quan đến phương diện thần thông quảng đại cũng liên quan tới ý niệm của tiểu giao. Mà chúng ta lại đang theo đuổi chân ý của đạo, mà những người tu Phật, tu ma, tu yêu, tu linh cũng đang theo đuổi đạo, thì nên đều giống nhau. Tất cả đều mang ý nghĩa vô cùng nhưng lại rộng lớn. Cơ đạo hữu nói chi phải? Và nếu như chúng ta được gọi vật này là khốn đạo thần, vậy thì sẽ mang tính chất vô cùng cực đoan và liều lĩnh, âm tiết thì cũng không hay. Mà nếu như đặt lên liên quan tới những trường phái tu hành khác, vậy thì khiến cho người ta hiểu lầm. Bởi vậy, cứ dứt khoát đặt là tên khốn tiên thần là ổn nhất rồi. À đúng vậy, cái tên này nghe cũng ổn mà. Món mở vật này chắc chắn có thể trói người. Năm người chúng ta cùng nhau tu luyện suốt 6 năm ròng rã, rút sức mệt trói người chắc chắn là bất phàm. Cơ mà hẳn muốn bảo vật này cũng không chỉ có mỗi công dụng như thế. Đúng vậy, lão hữu cũng có cảm giác từ nơi sâu xa này. Đi thôi, tiễn món bảo vật này đi quan sát thiên địa một lần. Nhìn kìa, cái chân tiên luyện khí xuất quan rồi, mau đi theo xem thử. Vì thế trong thiên địa này đi khiến mình cảm thấy đau đầu khó chịu. Làm gì giống với bảo vật đồ ký, thật sự là giống với tái hiện điềm lành. Chúc mừng, chúc mừng, năm vị đạo hữu luyện thành chi bảo. Chúc mừng, xin chúc mừng. Trời hiện điềm lành, chúc mừng chư vị, chúc mừng cỡ tiền sinh. Cảm ơn các vị vì giúp có mẫu luyện bảo, chưa nói đến việc khiến cho chư vị bỏ lỡ đời hồi tiền vụ. Mà thật ra là cơ mộ không thể báo đáp được cái chuyện gì, hữu ích cho lần hỗ trợ này. Không hẳn đâu, chúng ta không mơ bỏ lỡ đại hội tiền giao, mà ngược lại đại hội lần này quá thật là rất đặc sắc. Không sai, trong những đại hội tiền vụ mà chúc mộ từng tham dự, đây là lần thú vị nhất. Cơ mộ cũng vậy. Cơ tiên sinh, riêng ta và người cũng là bằng hữu của nhau, dĩ nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau rồi. Với lại, người không cần phải đề cập đến cái chuyện báo đáp gì cả, mà nếu như người muốn báo đáp chút gì đó vì chuyện luyện báo lần này, chẳng phải tiền sinh ân nói là mình định dùng bức mật để miêu tả quá trình này thành sách vở. Đúng, sau này có mẫu tiền sinh có mẫu bút thành thư, vậy thì người khác cho chúng ta mượn xem một chút. Chính xác, nếu như mà tổng hợp quá trình luyện báo này thành sách vở thì có tiền sinh chính là người thích hợp nhất. Do các người chưa từng thấy qua thư pháp của có tiền sinh thôi, đó chính là văn chương báo hàm đạo, không phải là chữ viết nào cũng có thể tồn tại trong quyển sách ấy đâu. Được rồi, cái mộ sẽ dốc hết sức hoàn thành quyển sách này. Còn không phải là nói mượn gì cả, mà là cái mộ sẽ đặt sách này tại một nơi tu hành nhỏ nhỏ. Nếu bốn vị có đệ tử ở sơn môn hay là hậu bối và truyền nhân, nếu như kẻ ấy có tâm tính thích hợp, vậy đều có thể đến nơi đó tu hành. Kìa đã đọc sách bình phẩm. Lời này của ta sẽ được giữ nguyên vẹn đến vạn năm. Chứ dù vạn vật thay đổi sao dời thì cũng không bao giờ thay đổi. Được, quyết định như vậy đi. Và tử sơn. Rốt cuộc thì vẫn cho nghiệp chướng kia chị thoát. Lưu sĩ ở đâu? Tôn thượng. Ta đã biết chuyện yêu nghiệp chạy thoát rồi. Tôi hỏi người sau năm trước là người nào đến đây cấu yêu nghiệt kia ra? Kể đến đây là mười yêu bốn mà, sa huyên sơn giáp ù lì viên hầu và nhân ma đến nhậu một ngày một đêm trong núi với ta, giết được hai tên, làm bị thương được ba tên trong đó.
Thế núi sụp đổ, yêu nghi chạy thoát, sau đó thì tồn bộ yêu ma rút lui. Lợi hại thật, vị lực sĩ này còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của mình. Vậy mà hắn lại có thể chống lại nhiều yêu ma như thế, bản thân không bị bất kỳ một tổn thương nào. Không ngờ vị này lại hung hãn như vậy, chắc hẳn là đạo hạnh rất cao rồi. Cửa tiên sinh, dưới trướng của ngài từ lúc nào lại có một vị hộ pháp như vậy? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy nha. Một người mặt đỏ nhìn không giống yêu tộc, mà cũng chẳng có nhận khí chấn lý là thần linh. Ư đạo hữu, hộ pháp này không phải như người nghĩ đâu, ít nhất lại không hòa tòa như vậy. Vì kiếm giáp này chính là một đạo phụ, linh phụ. Cơ duyên đã từng nhắc qua lực sĩ phụ, nhưng lại để mình bỏ sót. Mình cho rằng chỉ là một thứ phù chú con rối bình thường, sao mà biết được lại là như vậy? Không đúng, đây không phải là con rối, cũng không đơn giản là pháp lực hóa thành. Mặc dù có liên quan ngàn cách, nhưng mà hắn chắc chắn là có thần sát đấy. Cơ tiên sinh, đây thực sự là linh phù sao? Nói là phù pháp thì cũng không hẳn, chèm như là một loại di thuật đi. Chuyện này sau này sẽ nói tới, ta trước tiên còn xác nhận một chuyện. Ta lo lên cho người trấn phủ nơi này trông coi yêu nghiệt, mà bây giờ yêu nghiệt đã chạy thoát rồi, ngươi có cảm giác gì? Tôn thượng, ta thất trách, ta cảm thấy ấy nấy. Không tệ, mặc dù người thất trách để cho yêu nghiệt chạy thoát, nhưng lại phát hiện ra được một thứ khác. Đó chính là tâm của người. Tâm này không cùng loại thứ mà người hiểu. Tâm này, nói như vậy đi, đó chính xác là linh căn chúng sinh của người. Người chỉ mới phát hiện ra nó, còn không tự mình tìm tới nó nữa. Tìm được tâm. Ngưng như người đó đi. Mà nó chưa đúng thực là phụ. Nhưng mà vừa rồi có duyên vẫn còn luận về tâm với đạo phụ này. Cơ tiên sinh, tên nghe tên tiểu ứng, thì tự ứng phòng đó có nhắc về hoàng kim lực sĩ, chính là lực sĩ phụ này đây. Đây có miễn cưỡng được xem là phụ pháp, nhưng mà cũng hoàn toàn khác với phụ truyền thống khá đặc thù. Đúng vậy, có thể không đặc thù vì sao? Đây là giáp phụ sinh linh, mẹ là chưa, như vậy thì cũng quá đặc thù rồi đúng không? Cơ tiên sinh, vì kim giáp lực sĩ còn ở đây, nhưng mà núi tổn hại, phong ấn bị vỡ nát, e rằng sơn thần đã lạnh ít dữ nhiều. Có lẽ là như vậy, nhưng cũng có thể chưa bị giữ hẳn đâu. Chúng ta đến miếu sơn xem thử trước đã. Cáo thị cấm đi lại trong vùng pha tứ sợ, nghiêm cấm sàng bắn. Có vẻ như ngay cả tại hoàng triều đại tú này cũng không phải là hầu hết mọi người sẽ tuân thủ lệnh cấm của hoàng phủ. Hiển nhiên là từng có người thỉnh thoảng đặt cho tôi đi. Không có đáng gì ngạc nhiên cả, ai ai cũng đều vì cớ xì nhai mà. Luôn có ai đó bí hóa quá liệu. Nơi này quá giống với cảnh tượng tại núi Ngô Khô năm đó. Có lẽ vị sơn thần này vẫn chưa hoàn toàn thân từ đạo tiêu. Phạm nhân sẽ tôn kính các vị thần, thần linh cũng sẽ ban phát một số giác ngộ tương ứng với phạm nhân. Ví dụ nhờ việc đốt hương này cũng rất quan trọng đấy. Có lúc thì không phải chỉ là làm người, cũng có liên quan đến cái gì đó là thần đạo. Mời sơn thần phá tử sơn đến đây gặp gỡ. Xem ra thật đạo hữu đã thân tử đạo tiên rồi. Chứ đạo hữu, cho ta mượn nén hương này một lát. Đi. Mời thật đạo hữu của phà sơn đến đi gặp gỡ. Hắn không xem là chết, nhưng cũng không phải là đang sống, nhưng mà vẫn có thể cứu được. Thật đau hữu hồn này gần như đã không còn ý thức gì, chỉ là không có linh khí của núi đá tù lại, không hề tiêu tan. Nhờ thế mà giữ được một tia linh tính trong tảng đá này. Có lẽ 100 năm sau, khi linh khí của tảng núi đá này hồi tụ đủ, lại nạp thêm tinh hoa của nhật nguyệt, linh tính sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó thật đau hữu sẽ có cơ hội tỉnh lại. Hay là đưa hắn lên đỉnh núi trấn hổ yêu kia, chúng ta sẽ thi pháp để lưu lại một loại trần thế, giúp cho gã hồi tụ tinh hoa của nhật nguyệt. Để cho gã sớm ngày quay lại con đường tu hành. Đá và đỉnh núi nhật nguyệt lại truyền cho ánh sáng trời bàn cho phùng lùi, đất đai dưỡng dục bằng linh, dần dật đều có hữu tình. Đến đi vội vàng, xin giữa trời đất quay về núi với sông.
Hòn đá vàng nhỏ nhụi nằm lặng lẽ trong núi, được trời sinh, được đất nuôi, sau đó thì tự sinh trưởng. Có thể cảm giác đến núi non, lụy ân tình của sông núi, thời tới thì duyên tới, từ đó mà sinh, từ đó mà trưởng thành. Nơi hợp thành linh địa ổn kéo dài, đá này nhỏ màu vàng, từ đó mà sinh, từ đó mà trưởng. Tính lại đi, thạch đau hổ nên tính lại đi. Úi, ta không sao. ta không có việc gì. Chúc mừng thạch đau hổ. Đa tạ thượng tiên đã cứu ta. Ân tái tạo tu hành như cha mẹ, ân như cha mẹ. Tiểu thọ nguyện ý đi theo thượng tiên, trọn đời nghe theo sự khai kiến của thượng tiên. Thạch đau hổ xin đứng lên. Tu hành khó, tu chính đạo lại càng khó. Tại sao thế gian lại có nhiều tà ma như vậy? Đó là do có quá nhiều thứ cám dỗ người. Tu hành như thế làm gì có đường tắt, không đắc đạo mà cứ sao vào con đường đạo đấy thì cuối cùng cũng chỉ là tuyệt lộ. Tiểu thần cảm ngộ được rất nhiều. Như vậy hợp lý hơn rồi đấy. Hồi đã tạ tiên trưởng. Ở thịt đầu hổ, dù ngươi chưa hoàn toàn dung luyện địa mạch, nhưng mà đã có càn cực của xương thần. Nhưng mà yêu vật đó bắt người như thế nào? Chỗ ân thân của tiểu thần đã bị bọn họ tìm ra rất chuẩn xác. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ trong lúc vô tình bản thân tiểu thần đã tiết lộ với bác vĩ hộ yêu kia, chính là tiểu thần tự tạo nghiệp. Còn linh lị phòng ấn bị phá vỡ, yêu nghi đào thoát, xin lỗi hai vị tiền trưởng. Tiểu thần nguyện ý nhận trách nhiệm. Cơ mộ đã sớm nói với người rồi, không nên tin đồ tư yên. Lần giao huấn này cũng quá nặng rồi nhỉ. Tiểu thần hối hận thì đã muộn. Đúng rồi, thân tướng đệ nhận nghe ấy như thế nào rồi ạ? Hàng rất tốt. Nếu như ngươi đã tỉnh rồi thì sau này tự đi báo với thiên sự phủ của đại tú một tiếng là được. Chúng ta cũng nên rời đi rồi. Cơ tiên trưởng, tiểu thần nguyện ý trọn đời nghe theo sự sai khiến của tiên trưởng. Cố tu hành trong núi tật tốt, cho đi nhầm đường, lần sau gặp lại. Cơ tiên trưởng không trực tiếp đồng ý, nhưng mà cũng không thẳng thừng từ chối, còn có cơ hội. Tưởng thần của Sơn Thần Già đã thúc rồi. Sơn Thần Già hiến linh rồi. Con đứng ngay ra đó làm cái gì? Thắp hương cho Sơn Thần Già đi. Đúng rồi. Có lẽ đây chính là hiểu rõ lòng mình theo lời của cơ tiên trưởng đúng không? Cơ tiên sinh, chúc mộ nói thẳng nhé. Rốt cuộc thì khúc cầm âm hưởng của đạo kia là loại diệu pháp nào vậy? Cơ tiên sinh cũng biết tính khí của chúc mộ rồi, sẽ không bao giờ rời mò diệu pháp của tiên sinh đâu. Nhưng mà hy vọng tiên sinh có thể nói rõ cho ta một chút. Chỉ vì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy và nghe thấy cái lộ phương pháp này, thật sự là quá thần kỳ rồi. Cho đầu hồi này cũng đúng. Nhưng mà nếu như có tiên sinh còn muốn tiết lộ thì chúng ta cũng sẽ không phiền lòng gì. Anh nếu như có mẫu nói rằng đây là do có mẫu nhớ lại một số chuyện cũ, sau đó thì cứ thế mà hát lên một đoạn âm hưởng màng mùi vị của đạo, các vị có tin không? Quả nhiên rất là cớ duyên. Thực ra mấy năm trước là vì hữu duyên nên có mẫu đã gặp qua một bộ thiền thư về địa linh tên là Chính Đức Bảo Công Lục. Cuốn sách này là tài sản của một vị thổ địa miền Hương Dạ, nhưng mà văn tự lại không hiện lên. Mặc dù vị thổ địa đó biết rằng quyển sách này là một món bảo vật, nhưng mà khó mà nghiên cứu ra huyền cơ bên trong. Cơ mổ lại tình cờ đi ngang qua khu đất cái hoàng đó của vị thổ địa kia, dần chân vị thổ địa kia vừa gặp ta đã xem như là một vị tù tiện ngang hàng. Sau đó thì bên chủ động hiện thần rồi lấy ra một bộ sách. Mà cũng vì lần đó cơ mổ mới có duyên xem đến quyển sách này, ta mới biết đến đạo âm. Giờ này cũng là giờ nhớ lại một vài nội dung ở trong quyển sách ấy, từ bật lên cái cảm giác ở trong lòng, từ nhờ một dạng cảm ngộ, thế là hát vang lên. Quả đúng là có tiên sinh, có cứ đất, có đôi khi là không thể không phục không người rồi. Cơ mộ cũng không dám thay nhìn nhận lời tán dương ấy đâu, là muốn thừa nhận dịp chưa quên cái cảm giác này
mà thừa cơ thu diện một chút, nhằm ghi chép lại một số điều. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Cơ tiên sinh à, muốn thôi diễn thiền thử. Chúng ta lần này cũng có được thu hoạch không nhỏ, là muốn quay về tu hành. Chính là như vậy, cáo từ các vị. À, sau này có duyên gặp lại. Ba ngày sau Vân Hà Uyển, cuối cùng thì đại lão già cũng cho chúng ta ra ngoài rồi. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Ngươi là đồ ngốc à, là 6 năm. Ta biết là 6 năm. Ta than thở chút nha. Ngươi chính là đồ ngốc, ngươi không biết. Đời đó quay về rồi, chỉ để lại có một mình cái duyên ta. Cũng tốt, năm đó luyện bảo luận đạo ở cổ phòng sườn, bây giờ ở nơi này lại hành văn thôi diễn thành sách. Dạ, chúng còn muốn ăn mực kiềm hương đâu quá rồi. À, đúng vậy đại đạo già, và xin ngài cũng muốn ăn mực kiềm hương. Đi có vội rồi đến đây, tốt quá. Cố tiên sinh, ngài nói mấy ngày này vẫn chưa bắt đầu viết sách, thế nên ta mới mang đồ ăn và trà nước đến đây, không biết là có quấy rầy tiên sinh hay không. Không có gì, ngại quá. Còn chưa bắt đầu, người cứ đặt đồ vật lên trên bàn đi. Cố tiên sinh, trong cuốn sách này đã có viết chữ rồi, tại sao ngài lại muốn lấy mực tù lên nữa? Ngồi này thật là quá đáng mà, xúi dục đại lão không và không tốt mực cho chúng ta. Ôi, người thật sự là quá đáng rồi đó. À, đúng vậy đó, chúng ta đã nhìn đó mấy năm nay rồi đó. Các người xem, hắn trôn vang rồi kìa. Đúng nhà, hắn ngu ngốc lên rồi. Chắc chắn là chưa từng thấy qua cái chữ biết nói chuyện chứ gì. Yên lặng. Cố tiên sinh, chữ trên tấm thép này, thế gian này có rất nhiều tình quái, nhưng chữ nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là một trong những tình quái sinh ra linh trí bình thường mà thôi. Lâm đạo hữu không còn quá để ý đâu. Cố tiên sinh nói rất đúng, là do tại hạ mất tập trung rồi. Thế gian này có rất nhiều tình quái, nhưng mà chữ có thể thành tình cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tập trung, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đi. Chuyện này mọi người ngồi như mình không thích hợp ở lại nơi này. Cơ tiên sinh, tại hạ xin cáo lui trước. Ngài ăn cơm xong thì cứ đặt chén dĩa ở bên ngoài Vân Hà Uyển là được. Được rồi, cơm một không tiện. Bên ngoài cũng không tệ, chỉ là ít quá. Mấy tiểu gia hỏa các người cũng có chút bản lĩnh, lần này còn phải giúp đại lão che đậy thiền cơ của thiền thừa đấy. Ây da, chúng ta tới nơi này làm gì? Tại sao lại tới nơi đây? Ta không đi, không đi nữa đâu. Tiểu cụ, đại cụ, ôi ta cũng không ổn, ta không muốn đi, ta không muốn tìm. À lòng á trạch, ôi ta cũng không đi nổi nữa đâu, ta muốn về nhà. À nì, á trạch à, chúng ta quay về được không? Đúng, chúng ta về nhà đi. Đã không có nhà nữa rồi, chúng ta có, trở về cũng không có nhà. Vậy thì chúng ta vào, cũng không cần phải đi sâu vào núi như vậy. Chúng ta tránh ở bên ngoài một lúc là được rồi. Không được, chúng ta phải đi vào sâu trong núi, đi lên Kình Thiên Sơn. Chúng ta phải tìm được Tiên Sơn Kình Thiên. Dạ dạ đã từng nói, Sơn Mạch Kình Thiên nằm ở cực đông, có một ngọn núi cao chọc trời, phía chân trời nơi đó là thiên giới. Tìm được tiên nhân có thể làm cho cha mẹ và dạ dạ chúng ta sống lại. Chết cả, ta lạnh, ta đuổi lắm. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước là đi, rồi ăn chút gì đó. Tất cả mọi người đứng lên, chúng ta đi tìm nơi có thể che mưa chắn gió thôi nào. Đi nào, tất cả đứng lên đi, đừng có ngồi nữa, cứ ngồi mãi thì không đi được đâu. Đi, mọi người một ít chấu, không có lửa cứ để như vậy mà nhai nát nhé. Chết cả, nếu như cái dạy thu tới thì phải làm sao? Tới rất tốt, xem nó ăn chúng ta hay là chúng ta ăn nó. Cả người đều ngủ đi, có ta và lòng ở đây rồi. À trời ạ, nếu như ta ngủ quên nhớ đập tới vậy đấy. Ây da, đừng có hồng có chú ý với những đứa trẻ này. Những đứa trẻ này,
Nè, tiên cảnh nào đâu dễ đi như thế, tốt nhất là có thể nhân lúc cô sớm mà quay đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, chết rồi, mình ngủ quên mất luôn. Không thiếu một ai, may thật đấy. Long, về đi Long. Trạch, sao người lại không đến thức ta? Không sao đâu, thấy ngươi ngủ xì nên ta mới không gọi ngươi dậy. Chị cà trời sáng rồi, đã lâu không thấy ánh mắt mặt trời rồi, tuyệt vời quá. Về đi, buổi sáng rồi. Ôi nấm kia, có rất nhiều nấm ở đằng kia. Chúng là nấm đại bạch đấy. Ôi chúng là nấm đại bạch thật đấy. Tuyệt vời, có nấm ăn rồi. Nhóm lửa đi, lần này phải nhóm lửa cho bằng được. Ôi nấm trắng này thơm ngon thật đấy. Đúng vậy, thật sự là đã lâu rồi chứ đã ăn nó như vậy. Chạch cả, quên núi trên trời thực sự có thần tiên sao? Dạ dạ của ta đã từng nói là có, ông ấy chưa bao giờ nói dối với ta. Nhưng mà trời nhà già luôn nói rằng thiên áo ác hậu báo. Vậy thì tại sao khi thôn làng của chúng ta gặp nạn thì những cái bài hội đó lại chẳng bị làm sao cả? Nói như cái tiền nhân và có thần linh, tại sao những vị ấy không đi trừng phạt mọi chúng chưa? Các người đi vòng quanh kinh sơn theo hướng đô dương, bên kia có lẽ sẽ ổn hơn nhiều, chỉ cần còn tay chọc con chân thì sẽ không lo bị đói. Vậy con ngươi thì sao? Đương nhiên là ta sẽ đi tìm tiền nhân rồi. Nếu như có thể tìm được tiền nhân thì ta sẽ cầu xin tiền nhân cầu sống người đồng thù, sau đó sẽ đi tìm và gặp các người. Đừng nghĩ tới tiền nhân nữa. Những người từng đi vào kinh tiên sơn để tìm tiền nhân đã không hề thành công. Trần Đông Công Công đã thành công rồi mà. Ông ấy đi vào kinh tiên sơn một mình và tiếp tục đi về phía đông, không quay đầu lại. Mọi người đều nghĩ rằng ông ấy đã chết rồi. Nhưng mà nhiều năm sau đó thì Trần Đông Công mặc tiên y trở về, tặng nhiều thứ quý giá cho người từng giúp đỡ ông ấy ngày xưa. Mọi người đã nghe câu chuyện đó rồi, không phải gì sao? Nhưng mà người gặp phải là Trần Đông Công đâu? Trong truyền thuyết vốn dĩ là Trần Đông Công ngậm ngọc mà đi ra, là thần nhân bẩm sinh, vốn dĩ là không phải kẻ phàm trần. Chúng ta cùng nhau đi đến Đồ Dương có được không? Dạ dạ của ta đã nói rồi, không có thần nhân bẩm sinh ngầm ngọc mà sinh ra thì tất cả đều là do người hình tượng hóa lên mà thôi. Nếu như có một trái tim kiên định, ai nấy cũng sẽ không bao giờ kém cỏi hơn Trường Đồng Công. Người tự xem lại mặt mày và tay chân của bản thân người đi, đầu đầu cũng là vết thương cả. Trên núi có thú dữ và con trùng độc, nên như không tìm được tiền nhân thì ngươi chắc chắn sẽ chết đấy. Ta không cần biết, ta đã tìm được tiền giấy rồi tìm được tiền nhân. Hơn 3 tháng trước đây chúng ta đều nhìn thấy tiền hoàng trên kình thiền sơn mà, ai cũng đều thấy cả. Đúng vậy, nhưng mà chúng ta đều đã nhìn thấy rồi, nhưng thế thì đã làm sao chứ? Nhìn thấy thôi chưa chứng tỏ được điều gì. Ngươi cho rằng bản thân mình là ai, đi vào trong núi một mình không có người thầy phiền gác đêm, ngươi có thức mãi được không? Vì già của ta đã nói rồi, nhưng mà bản thân trần dạ đã quá đời rồi. Ta không cho phép người ngồi như vậy, không được phép nói như vậy nghe chưa? Vốn dĩ là như vậy, nếu như trần dạ còn sống thì cũng nhất định sẽ ngăn cản người. Quỳ ách trời ca, cái người đừng có đánh nhau nữa mà. Ông ấy sẽ sống, ông ấy chắc chắn sẽ sống mà. Ta sẽ tìm được tiền nhân, ông ấy sẽ sống. Đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa. Ta chỉ đưa người các người đến đây thôi, phía trước chính là Đồ Dương rồi. Ngươi thật sự muốn quay lại trong núi để tìm tiền nhân sao? Vân Hà Uyển, phân thành âm dương, thực phân thành ngũ hành, đạo của thiên địa vạn vật hóa sinh. Có lẽ sau khi hoàn thành Nguyễn Thiên Thư luyện khí này thì nếu phần sầu của thiên địa diệu pháp cũng sẽ hình thành nên lý tưởng. Thiên Đạo Phong sách này có lẽ là vì thời gian quá lâu, thần ý trên đó đã bị xói mòn. Nội dung ở phía trên vẫn có chút thú vị, chứ không phải là mấy cái cuốn sách do phạm nhân bịa ra. Lĩnh pháp chỉ, từ chị sẽ nói chuyện gì rồi sao? Lý Sư Huỳnh, chân nhớ chân nhân vô mới truyền âm cho ta, lệnh cho ta đến Đồng Hà giới để xem thử thế nào. Dường như trong núi có người đến đây cầu tiên vấn đạo, với lại tín nghiệm
có phần kiên định. Vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Con được, chúng ta lên đường đi. Ủi, già già đã từng nói tình huống quá bất thường, nhiều lúc là không được bình thường. Ta không sợ, ta không sợ. Ta biết đây nhất định là khảo nghiệm của tiền nhân, ta không sợ. Hào tiểu tử, vậy mà dẫn tới tiên nhân hạ giới kiểm tra. Vẫn còn là một đứa con nít, đi đến được nơi này thì chắc chắn không dễ dàng một chút nào. Chỉ là có tử khí này không phải là cầu tiền, mà giống như là cầu chết ấy. Các ngài làm sai sao? Là đến đón ta có đúng không? Âm sai. Âm sai cũng không đến đón cái nơi này đâu. Nếu như ngươi chết ở trong núi thì đó chính là cô hồn dạ quỷ rồi. Ta là Á Trạch, tên đầy đủ là Trang Trạch. Vậy cái người rút cuộc là ai? Ta nghĩ có lẽ người đã từng nghe qua cái tên của ta rồi đấy. Kế hèn là Tấn Trường Đồng. Tấn Trường Đồng, Trường Đồng Công Công. Không lẽ ngài là Trường Đồng thì nhận Trường Đồng Công Công ư? Chưa tin thì có thể ta trở về núi đi. Thiên Đạo Phòng, đó có phải là tiên giới không? Tiên giới à, cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Tiên Đạo Phòng vừa mới kết thúc một thần hội tiên đạo, đạo ứng mà từ tiền luận đạo đã dẫn dắt liên quan, cho nên vô cùng xinh đẹp, trang trạch. Hiện tại tổng mộ đang đưa người đến gặp trưởng giáo trần nhân của cửu phòng sơ chúng ta. Ngươi cần phải tập trung tư tưởng, cố gắng giữ im lặng và khiêm tốn. Thông ký trưởng giáo trần nhân, đệ tử đã đưa người từ hạ giới đến đây. Cầu xin tiên nhân hãy cứu lấy cha mẹ và ông nội của con. Cầu xin tiên nhân hãy cứu người dân ở trong làng của chúng con. Thỉnh mong tiên nhân hãy chủ lòng thương xót cứu lấy bọn họ với. Cô bé này tên là Trang Trạch, bồn bà một mình ở trong núi, do tổn thương cả người, cậu ta vẫn tiến về phía trước. Chấp niệm của cậu bé quá sâu, không màng tới sinh tử. Nhóc con, gia đình và dân làng của người đã bị bệnh à? Không, không ạ. Một đám bên phì nào đó quỳ đến thùng của chúng con. Người nhà của con bị giết chết hết rồi. Ông nội mới giấu mấy người chúng con tại một cái hang động nằm ở trong một ngôi miếu cũ, nên mới sống sót được. Vậy tại sao người không nhờ ta cứu bà nội của người? Bởi vì bà nội của con đã qua đời khi con còn rất nhỏ. Bà ấy đã chết từ lâu rồi. Thật ra thì trong lòng của người vẫn tồn tại cái gọi là hài giới sinh tử, nhưng mà ngươi lại không muốn thừa nhận bi kịch xảy ra quá mức đột ngột như thế mà thôi. Sinh tử là một trong những đạo huyền diệu nhất trên thế gian, và đó chính là điều mà những người tu tiên chúng ta phải tìm cách để siêu thoát khỏi nó. Nếu như người chết rồi vậy thì cũng không thể quay lại được, cho dù là có quay lại thì hắn vẫn còn là hắn ư? Không thế nào, cái người là thần tiên trên trời, thần tiên có thể làm bất cứ việc gì mà. Xin các ngài mà chỉ còn có thể cứu sống bọn họ, còn có thể làm bất cứ điều gì, dù là đánh đổi cả tính mạng của con cũng được. Nhóc con người chết rồi thì không thể sống lại được, hãy cố nén bi thương này. Ta đã bảo vệ tâm thần của nó, trước tiên cái đường nào xuống dưới nghỉ ngơi cái đã. Dừng. Ông nội, cha, mẹ, không, không. Đường mà. Ngươi đã tỉnh rồi à? Ta là Tân Tú, lúc này chỉ chăm sóc người. Vết thương của ta, giờ người chết không thể sống lại, nhưng mà chưa trị vết thương, trên người cũng không khó lắm. Tỷ tỷ, người là tiên nữ ư? Tiên nữ à? Ôi, cứ xem như là như thế đi. Tiên nhân các người nhìn chuyện của phàm nhân chúng ta, có phải cảm thấy đều không quan trọng không? Câu hỏi này của người tuy đơn giản, nhưng mà không nên hỏi ta, mà là hỏi tiên nhân, ta cũng không trả lời được. Ta chỉ biết là rất nhiều cá nhân không cảm thấy phần nhờ như cò rác, chỉ là xem nhẹ rất nhiều chuyện mà thôi. Tỷ không phải là cao nhân ư? Ta mà tính là cao nhân cái gì chứ, ngay cái tư cách dự tính của hội trưởng đại hội tiên dụ cũng không có. Cao nhân thật sự có được thần thông khó lường, có thể làm được những chuyện mà người thường còn không dám nghĩ. Ví dụ như lúc người tới gặp trường giáo chân nhân, đó mới là cao nhân thật sự. Trong núi có chính cao nhân lợi hại từ bên ngoài cổ phòng thiên tới đây, ngay cả trưởng giáo trần nhận cũng không thể không bái phục, không ai dám quấy rầy ngài ấy cả.
Khảo nhận đang làm gì ở đó? Nghe nói là đang viết tiên thư. Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Từng văn tự trong quyển sách này đều đang che đậy thiên cơ, khiến cho nội dung hành văn và ý nghĩa hiện ra hoàn toàn rối loạn, nhờ thế mà không dẫn tới thiền kiếp. Nếu như muốn nhìn rõ nội dung thật sự thì phải là người có cơ duyên, họ lại biết rõ phương pháp dẫn đạo. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi, đã đi thăm thiếu niên kia thôi. 2 tháng rồi, trên người của hắn chút khí tức tiếp cận với ma niệm kia vẫn là chưa tiêu tan. Nhìn cái gì đấy? Nó nhìn tiền lại phòng bên kia, ánh sáng đi biến mất rồi. Thì nhận lời hại kia đã có thể đã viết xong sách rồi. Chắc hẳn là viết xong rồi. À đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngồi ở vách núi như vậy rất nguy hiểm đấy, sao không đến gần đây? Ta là Trang Trạch, cũng có thể gọi ta là A Trạch. Ở đây chúng ta đưa ra người ngoài. Tiên sinh, con không phải tiên nhân trên núi sao? À đúng là không phải. Tiên sinh đến đây làm gì? Là tới cầu tiên sao? Tiên nhân đáp ứng người chưa? Ta ngược lại cũng không phải đến đây để cầu tiên, chỉ là tùy tiện vào chơi thôi. Những tiên nhân ở trong núi kia cũng giúp ta không ít việc. Còn người tới đây làm cái gì thế? Cha mẹ ông nội ta đều chết hết rồi, ta vốn là muốn cầu tiên nhân bộ họ cứu bộ, cứu sống bộ họ. Lúc cha mẹ còn sống, nhân sinh cái chỗ đến, khi cha mẹ rời đi, nhân sinh chỉ còn đường về. Một đứa trẻ ngoan. Vì người có tính toán gì không? Có phải người cũng không biết bản thân nên làm cái gì, không biết đi đâu giữa con đường mênh mông phía trước gì không? Tiên sinh, đôi mắt của ngài không phải thì ai sinh ra cũng hoàn hảo. Mắt của ta từ khi chào đời đã không được tốt cho lắm, nhưng mà may mắn thì vẫn chỉ bị mù hẳn. Tiên sinh, màu đúng vậy, đây là vách núi. Chợ A Trạch thì ra người ở đây. Cứ tiên trưởng. Chào cứ tiên trưởng. Ta còn đường không còn đà lễ, ta chỉ nói mình là kẻ từ bên ngoài tới đây thôi. Cứ tiên sinh, ngài viết sách xong rồi sao? Viết xong rồi. Ta vừa ra ngoài dậy đi dạo, và nhìn thấy A Trạch đang ngồi ở miệng bên núi, lại không giống với đệ tử của Cẩu Phong Sơn, nên đi qua xem một chút. Cứ tiên trưởng, ngài rất có tiên nói, chẳng hay ngài có thể nói chuyện được với truyền bối ở trong núi, chấp nhận thu A Thịt vào trong sườn một để cho cậu bé đọc tập tiên pháp được không? Ngươi có muốn tự tiền hay không? Có muốn tu hành tiên đạo học diệu pháp không? Thưa tiên sinh, Tấn Tỷ Tỷ từng nói ngài là cao nhân lợi hại nhất. Ta muốn hỏi rằng liệu có tiên thuật nào có thể khiến cho người chết sống lại không? Sinh lão bệnh tật chính là quy luật của tự nhiên. Người chết thì cũng có chỗ quay về của riêng họ. Ta học tiên pháp họ lại trở về đều được. Thì ra các người đâu ở đây ư? Chia truyền giáo. Bái kiến truyền giáo cho nhân. Cơ tiên sinh, vốn tưởng rằng tiên sinh phải mất vài năm mới có thể viết sách xong, không ngờ lại nhanh như vậy. Triệu mộ tại đây đã chúc mừng được nhé. Đã tại truyền giáo Triệu, chuyện này vốn là nước chảy thành sông, không quá khó khăn là mấy. Và may mắn thầy cũng là nhờ có một bảo địa như tờ tiền lại phòng đây. Các người dùng cơm đó đi, ta có việc cần trò chuyện với truyền giáo. Triệu truyền giáo, về thiên niên Trang Trạch này, Cẩu Phong Sơn này bố trí thế nào? Có lẽ có tiên sinh cũng biết điểm đặc biệt của thiên niên này, thế nên cũng không tiện được cậu bé xuống núi. Ta định thu cậu bé vào sơn môn, thi pháp bảo vệ tâm trí nó, sau đó thì dạy cho nó phương pháp thành tâm. Nếu như có thể thành công cũng xem là chuyện tốt, không thể tu hành thành công thì cũng có thể sống an ổn trong suốt quãng đời còn lại tại Cẩu Phong Sơn này. Sống quãng đời trên núi á, đối với một đứa trẻ thế này, như vậy thật tàn nhẫn, nhưng mà có lẽ cũng là kết quả tốt. Chỉ là không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó A Trạch Trận xảy ra mâu thuẫn mãnh liệt với điều này đây. Hay là cơ tiên sinh có cao kiến gì không? Cũng không phải là cao kiến gì, trái lại, ta muốn đưa cậu bé này đi vào cổ phòng động thiên xem thử. Một cậu bé bình thường tất nhiên sẽ phải đau khổ khi gia đình gặp biến cố, nhưng lại rất bất thường khi tư tưởng tự động diễn biến thành cái tình trạng sinh ra ma niệm như vậy. Thật ra thì ta cũng đã hạ lệnh cho người xuống núi xem qua từ lâu, nhưng mà không có gì đặc biệt cả.
Cổ phong động thiên do cổ phong sơn của ta khống chế, không có ngồi mà. Nếu như cái tiên sinh muốn xem thử, vậy thì càng tốt. Vậy ta đưa Thanh Trạch xuống núi một chuyến. Ở nhân tiện cơ mộ xin hỏi Triệu trường giáo một đạo pháp chỉ cổ phong sơn, thân tiện mở cổ âm ti để cho Trang Trạch gặp quà thân nhân một lần có được không? Ờ, dĩ nhiên là được. Tiên sinh mang theo vật này mà đi là được. Cơ tiên sinh, ta trên núi đã được 2 tháng rồi. Tên tì tì trên núi 1 ngày, phía dưới sẽ là 10 ngày. Vậy không phải là dưới rồi còn qua 2 năm rồi sao? Một của cha mẹ con có bạn bồn à lùng. Nói ra thì cổ phong động vốn dĩ là giống với cổ phong sơn, thời gian trôi qua giống với bên ngoài. Nhưng mà động thiên là bị tách ra ở bên ngoài. Động thiên giới là nhân gấp 10 lần so với cổ phong sơn. Cái chân lý là do kỳ hoa dị thảo trưởng thành nhanh hơn. Đối với người phạm ở trong động thiên ảnh hưởng không lớn, bọn họ có thể sống hoàn chỉnh một đời. Nhưng mà thay đổi thiên thời trong động thiên không phải chỉ là bóp méo một phần thời không của thiên địa thật sự hay ư? Dù ảnh hưởng nhỏ nhưng mà thực sự một chút cũng không có sao. Mô nằm ở bên kia cũng không có chuyện gì. Còn về bạn bè của người, ngươi phải tin rằng các nhân tự có thiên tướng. Tối thực thôn này có ít nhất phải có hơn 100 người chết. Thôn Trang sai suy như vậy lại trái qua bên tai ngoài ý muốn. Lúc người dân chết đi thì âm xài sợ là không tới kịp. Ngoài trừ những người có chỗ chôn cất thì những người chơi khác thì chỉ e đều đã trở thành cô hồn và quỷ ngu ngốc. Xa chết nhất định là sinh ra oán khí cực kỳ mạnh. Nhưng mà bây giờ hình như cũng không có oán khí mạnh liệt sinh ra. Thật sự là như vậy sao? Hay là có người đồ hóa đi quá? Cơ tiên sinh, đây là phòng mộ của cha mẹ và ông nội ta. Cổ phong sơn thần thông vạn đại, khai phát cổ phong động thiền lại có thể là tự làm sạch, ngăn cách tà khí sinh ra. Lâu dần hình như quả thật là không có vấn đề gì. Nhưng mà sự xuất hiện của Á Trạch chứng tỏ đi không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Cha, mẹ, ông nội, Á Trạch tới thăm mọi người. Á Trạch tới thăm mọi người đây. Vô dĩ là tình huống hiện tại, lúc trước cũng chưa chắc là có âm sai tới đón đầu. Phần mộ âm nị có liên quan tới nhậu. Hắn là có một mộ chú ở âm phủ. À đúng rồi, cúng công phẩm đốt nhang xong thì chúng ta trực xíu tiếp xuống âm phủ tìm mộ họ. Ở đây hình như ngoại trừ 3 người chúng ta ra, đến ngay cả một người sống cũng không có. Dù ở đâu thì nhìn lại lịch sử phần tranh luôn là chủ đề không bao giờ có hồi kết. Nó sẽ còn biến mất. Chơi gù không chiến đấu với nhau đi nữa thì sự oán hận vẫn tồn tại ở trong lòng. Oán khí vẫn luôn được lưu truyền. Vì vậy chỉ có thể cố gắng nghi cách phòng ngừa những chuyện này mà thôi. Người vẫn lùa trên núi tu hành thì khó có lòng có cơ hội trông thấy sự tàn khốc của thế gian. Sau này nếu như có cơ hội cũng nên xuống núi mà xem xét một chút. Vâng, tiên nhân. Ngài nói rằng phần tranh sẽ không bao giờ biến mất, chỉ có thể cố gắng tránh né. Vậy thì làm thế nào mới được có thể cố gắng tránh né? Hỏi rất hay. Đây là gì vậy? Là bàn cờ. Ta hỏi người đi mô chốt để nắm giữ một ván cờ là gì? Cờ là người chơi cờ và kỳ nghệ của cả hai bên. Cái người đều đúng cả. Nhưng mà điều quan trọng nhất là quy tắc của ván cờ này. Lấy cái này làm cơ sở thì mới có thể diễn hóa ra được cái loại kỳ lý kỳ đạo. Không có quy củ, không có quy tắc, mà lại có quy tắc kia không chỉ là áp dụng cho nhân đạo mà còn cho vạn vật, kể cả vùng thiên địa này. Nói tốt thì đi thôi. Nhưng mà chúng ta rõ ràng cũng ở một quốc gia, cũng có quy tắc. Vậy tại sao những người trong làng ta vẫn bị giết chưa? Tại sao các quốc gia khác lại tấn công chúng ta? Về vấn đề này thì có lẽ là các quy tắc không được duy trì đúng cách, hoặc là các quy tắc vô ý vốn dĩ là sai lầm, hoặc là quy tắc này có bố cục quá nhỏ. Tên tỷ tỷ, ta cảm thấy mình như đang bay. Đây là một loại di hình chi pháp, còn được gọi là xuất địa. Chúng ta bước một bước nhưng mà thật ra đã đi được rất nhiều bước. Đề ca đã tìm hiểu rõ ràng, đối ngũ kỳ đêm này không nập lên núi, cắm trại ở phía bắc quân núi rồi. Ờ, làm sao bây giờ? Mọi là cho cái đám nhóc này nhát gan vậy, vậy mà bọn chúng lại cắm trại chân núi luôn. Ở đường gì đám nhóc này cũng quá nhát gan rồi.
chúng ta phải làm sao bây giờ? A Trì Ngột, bây giờ bọn chúng không nhìn thấy chúng ta thì sao mà nghe được chứ? Ngươi sợ là cái gì? Đi thôi, để gọi các huynh đệ khác buổi tối cho bọn họ ngủ say thì chúng ta xuống chân núi giết sạch sẽ. Được. Đỉnh. Bất động rồi. Người ta là thú vị mà. Cứ tiến xin bao lâu nữa thì bọn họ mới có thể tiếp tục đầu này vậy? 3 ngày. Có thể đứng yên 3 ngày trong núi có lẽ là nên tự cầu phúc đi. Đi. Đây là dao găm của ông nội ta. Ôi, nhất định là người. Nhất định là ngươi rồi. Gió. Á Trịch. Là hắn. Là bọn chúng. Nhất định là bọn chúng rồi. Đủ rồi. Cơ hội trước đi đã. Vậy. Ây da, mắt của ta. Ôi mắt của ta. Dao găm này người lấy được từ đâu? Áo hắn xin đó mà. Cái này là do người khác đưa. Người đâu vậy? Là người cướp, là người giết người dân ở trong thôn miếu động rồi đoạt lấy. Tên cướp nhà ngươi. À không phải là giết dân lần cướp lấy đâu. À không phải, một năm trước ta giết một thường khách đi ngang qua rồi cướp được. Thì đối không tại xá tù trại kia. Chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 20-30 người là dám cướp bóc thường tràng hơn 100 người đồng dân. Còn dám dùng cuốc đánh chết người đấy. Thật ra thì ma niệm không đáng sợ. Đáng sợ chính là ma niệm sai khiến người. Ngay cả khi trần mà cũng không phải là những kẻ mất đi lý trí, mà biết rõ việc xuôi cách tị hại. Chuyện hôm nay như vậy, nếu như giết nhầm người tốt thì nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa ngay cả khi không chết giết nhầm, thì vị thân nhân kia đã chết thì cũng nên nổi hỏi rõ ràng một chút. Mặc dù hắn chính là người đã sát hại ông nội của người, hung thủ chắc chắn vẫn còn là người khác. Nhưng nếu như bị ma niệm chi phối người giết hắn, thì những người khác không phải sẽ bỏ chạy hay sao? Thì xịt án núi là từ sao? Ta phải giết cái tên xuân tà này, nhất định phải giết chết hắn. Trong lòng có một ngọn lửa đạn còn thiêu cháy, khó chịu tới mức sẽ bước ra rồi. Quả nhiên là ma niệm của A Trạch chịu ảnh hưởng không nhỏ của cẩu phong động thiên. Cơ tiện, ngươi giận ta rồi sao? Cơ mỗi chẳng cũng chẳng giận người. Hành vi của người vốn không cần ta phải chịu trách nhiệm, mà là ta cũng chưa từng giận giờ ngươi cái gì. Cơ tiên sinh, ngài cũng nói những người chết kia không đáng tiếc mà. Vừa rồi A Trạch quá thương tâm, quá tức giận. Thật ra có một không phản đối những lúc cần phải giết người. Nhưng mà nếu như những tên sơn tặc làm nhiều việc ác, nghi chứng vô số sẽ bị giết, chỉ có thể nói là báo ứng. Những người ngươi vừa giết gã ta là vì muốn trừ dân việc ác ư? Nhất niệm sinh ma, nhất niệm thành ma. Lần này ngươi giết chính là sơn tặc, lần sau thì sao? Đều nói là ma đạo diệt sạch nhân tính. Trên lý thuyết thì ma tính và nhân tính cùng tồn tại. Chỉ có trần mà là ngồi lệ, hoàn toàn là mất đi nhân tính. Chắc hẳn là lúc nãy người còn nghe chưa hiểu, nhưng mà có thể mơ hồ hiểu rõ được ý của kẻ mộ. Nhưng ngươi không phải là ma, ngươi chỉ là trang trịch. Nếu như cảm giác mà nhẫn nại vừa nãy sau này còn xuất hiện, thì đừng có ngại đổi phương thức khác, lập cho mình một quy củ, vượt qua quy tắc sai, tuân thủ quy tắc đúng. Ngoài trừ ảnh hưởng của ma niệm, ngươi vốn dĩ là có một lòng lương thiện, ta tin ngươi có thể làm được. Lập một quy củ, vừa qua quy tắc sai, tuân thủ quy tắc đúng. Đi thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Đêm này chúng ta sẽ đến âm ti. Có lẽ lần này đi âm ti có thể làm dịu đi sự nhớ nhung trong lòng của A Trạch, cũng có thể khuyên dạy hắn. Chỉ là ma niệm mà hắn gánh vác không phải là đến từ tai họa của quê hương. Cái gọi là ma đều có chấp niệm, ma tính gần như là điều khó mà lời bỏ, nhưng mà chưa chắc là không thể ảnh hưởng tới chấp niệm. Trên đường đến đây không nhìn thấy già tuần dụ của âm ti. Cũng đúng, cơ phong động thiện không có yêu tà, mà độ mật tuần tra nhất định là thấp rồi. Về điểm lười nhác này, người vào quỷ đều nhìn nhau. Chỉ có một âm sai, lực lượng canh gác này không hơi thua kém âm ti bên ngoài. Đứng lại, âm ti trọng địa, vô hồn phương nào để dám cài gan sống dầu. Chúng ta đến từ cổ vọng sườn, đây là tín vật mời đường sầm
Từ sơ âm thì ta đi kiện cho qua. Mấy vị không lẽ là tiền nhân của thiên giới? Dạ. Xin mời tiên trưởng đợi một lát, ta đi thông báo, đi thông báo. Âm sai chính đáng, lại không cầm được lệnh bài này. Nửa nén hương sầu, phán quan của bốn phường ra mắt ba vị thường tiên. Thường tiên có gì phần phó âm tì ta nhất định sẽ giúp hết sức làm. Quả thật là có chút chuyện muốn nhờ phán quan hỗ trợ. Mời ngài kiểm tra quý hồn của chỗ sườn nam. Quý thần, mẹ, ông nội, cha, Á Trạch. Ôi, thật sự là Á Trạch kìa. Á Trạch à, để cho mẹ nhìn xem còn gây không nào. Ý dạ được nhỏ này, cháu vất vả lắm mới nhận được cái mạng để âm phủ được cái gì hả? Không có chuyện gì đâu ông nội à. Cháu và thần tiên cũng đến đây, còn đã lên kinh thiền lệnh, lên thiền giới. Cháu đó tại tiền trưởng phù hộ cho Á Trạch nhà ta. Đó tại tiền trưởng, đó tại tiền trưởng. Ôi, cảm ơn tiên trưởng. Không còn đa lễ, các ngươi tranh thủ thời gian nói chuyện đi, chúng ta sẽ không ở lại quá lâu đâu. Vị phán quan này, thần hoàng của bổn phường hình như là công việc rất bận rộn nhỉ? Bẩm tiên trưởng, đã có vô số người chết vì chiến loạn trong vài năm qua. Bất lĩnh quận cũng đã thay đổi chủ trong 2 năm. Nhưng mà quý tần của âm tì đã bị thương nguyên ký rất nặng. Thần hoàng đại nhân thống lý âm tì nên còn phải gánh vác nhiều hơn. Kiềm thân của ngài ấy bị tổn thương, đang còn nghi ngờ chứ không phải là muốn tờ ơ tiên trưởng như thế này đâu. Hòa ra là cuộc chiến loạn của 2 năm trước mà bắt lĩnh quận chủ phải đổi. Vậy là chắc có mổ mà mùi rồi. Vậy thì vị thanh hoàng kia có bốn vườn vội khỏe chưa? Mọi người còn gì không? Dù có mổ không thể giúp thì cũng có lựa chuyển lời lên núi được. Không cần nữa, đã tờ tiên trưởng đã có lòng. Thần hồn đại nhân đang bế quan, tiến độ phục cũng ổn. Chúng ta là tiểu thần hạ giới, không muốn gây thêm phiền tối cho thượng giới. Được rồi, thế thì thôi. Một canh giờ sau, vị tiên trưởng này cuối cùng cũng đi rồi. Tấn mặc nương, Tấn của nương, lần cuối cùng mặc cổ phồn sườn cho người đến thầm viếng âm phụ ở hạ giới là khi nào vậy? Hình như trong ấn tượng của ta hầu như là không có ai trên núi từng đến âm ti nào cả, chẳng có liên quan gì tới họ cả. Cũng đúng, có liên quan gì đâu. Thế nên một vị thần hoàng có dấu hiệu sắp nhập mà cũng không biết. Cái gì chứ? Tiền trưởng, không thể nói bậy bạ một câu như vậy đâu. Thần hoàng là chú thần của âm ti, cũng như là hiện tượng liền đới. Khi hắn gặp chuyện trên cơ thở sẽ dần dần lan tràn đến cơ thể của các người. Bây giờ nghĩ có một vị âm sai gác cổng cũng có vấn đề, thì chứng tỏ sự tình trên người thần hoàng rất là nghiêm trọng. Vốn dĩ có mỗi đời cho rằng một nơi quan trọng như quỷ môn hoàng mà canh giữ sơ sài thế này là do thái độ tắc trách của quý thần Thích An Nhàn. Hiện tại xem ra là có lẽ bởi vì thiếu người nhi. Tiên trưởng thực ra không dám giấu, vị tốt của âm tì chúng ta đã bị tiêu vong với một tốc độ bất thường trong những năm qua. Thanh hoàng đại nhân nói rằng đây là do thế đạo không được thái bình. Khi cho âm ti rung chuyển, hắn cũng vì thế mà tổn hại nguyên khí rất nhiều, đem theo âm ti cũng bị hao tổn. Nhưng trời hại chứ bao giờ nghi ngờ thanh hoàng đại nhân luôn thâm cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà điểm nào cũng không ổn thì ta cũng không biết đối thế nào. Ta mắt trên thế gian đã bị tiền nhân thiên giới tiêu diệt từ lâu, vì thế mà ta mắt không thể sinh ra được. Tại sao thanh hoàng đại nhân lại đi xem thứ thì sẽ biết thôi. Thần hoàng bất lĩnh quận kế hẹn có duyên, một tiên tu ở thế giới bên ngoài này đặc biệt đến thầm, chẳng hề có thể ra ngoài gặp mặt được không? Thần hoàng của bất lĩnh quận có mẫu thành tâm đến thầm, hành động của người thích này dường như cũng không phải là đào đại khách phù hợp nhỉ. Thượng tiên đến từ thượng giới, tiểu thần vốn là nên quét dọn giường chiếu sạch sẽ để tiếp đoán. Nhưng mà bây giờ tiểu thần bị tổn thương nguyên khí, kiềm thần gần như là sập đổ. Vì sợ và phải thân thể của thượng tiên nên thực sự là không dám ra gặp, mong thượng tiên rộng lòng tha thứ. Nếu như kẻ mộ vốn muốn gặp thì sao? Vì thượng tiên này thật là vô lỡ. Đúng vậy đó,
Tuy ngài là tiền nhân của thiên giới, nhưng mà nơi này là âm phủ. Thì trưởng à, nên chú ý những gì ngài đang nói đi. Vì tiên trưởng này, cổ phong thượng giới từng lập ước định của chúng ta, tiền nhân của cổ phong sường sẽ không can thiệp đến chuyện âm phủ. Chẳng lẽ tiên trưởng muốn nuốt lời ư? Chỉ là một cuộc gặp mặt mà thôi, làm gì mà thần hoàng nói nghiêm trọng như vậy? Tiên trưởng, nếu đã muốn gặp thì bản thần hoàng cũng chỉ đành ra gặp một lần. 299. Hay.